Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video gọi là hướng dẫn cho anh em về mini quiz nha anh em. Thì có rất là nhiều bạn đã bình luận bảo mình rằng á là anh ơi, tại sao em nạp tiền và trong mini quiz em cứ bị mất tiền mà em không được xu nào vậy. Đó, có rất là nhiều bạn bảo mình là như vậy. Cho nên là mình đã tìm hiểu, thì mình đã phát hiện ra một cái việc này rất là nghiêm trọng luôn. Đó chính là ở trên Google dạo này có rất là nhiều những cái trang web gọi là giả mạo mini world để cho những bạn fan nào mà không biết cách nạp tiền á, nạp vào trong đó sẽ là mất hết sạch tiền luôn. Đó, trời, rất là tội mấy bạn luôn. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm một video hướng dẫn cho mấy bạn cách để có thể nạp tiền vào trong mini world một cách an toàn và nhanh gọn lẹ nha anh em. Đó, thì video này là một cái video hướng dẫn, thì bạn nào đã biết cách nạp rồi thì thôi, còn bạn nào chưa biết cách nạp á, hãy xem video này để có thể nạp tiền một cách gọi là an toàn hơn nha anh em. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể nạp xu vào trong mini world một cách an toàn và nhanh gọn lẹ để có thể mua được một cái bộ skin đẹp trai giống y hệt mình nè. Ok. One hour later. Rồi, các bạn làm theo mình nha. Đầu tiên các bạn hãy nhìn ở trên cái phần xu nè, các bạn thấy nè, hiện tại là mình đang có không xu đúng không? Rồi, các bạn hãy bấm vào cái dấu cộng này nếu các bạn muốn nạp xu nha. Bấm vào cái phần cái dấu cộng kế bên đây nè các bạn. Nè, bấm vào. Đó. Nó sẽ hiện cho các bạn một cái liên kết mail. Các bạn có mail thì các bạn nhập vào. Còn nếu các bạn không có thì thôi, không sao cả. Các bạn chỉ cần bấm cái dấu X này các bạn tắt đi. Đó. Rồi các bạn sẽ thấy cái phần gọi là thanh toán trên trang web. Các bạn thấy không? Đó, ngay chỗ này nè. Đó, rồi, bấm vào nó. Và ngay lập tức thì MiniWorld sẽ chuyển chúng ta đến cái trang web nạp tiền của MiniWorld. Đây chính là trang web nạp tiền của MiniWorld đây, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, hiện tại là mình đang sử dụng nick của Sammy Đào, cho nên là ở đây các bạn có thể kiểm tra đây. Sammy Đào, đó, đúng cái tên này nè. UID là 48972472. Đó, đúng luôn. Ok, đúng rồi đó. Rồi bây giờ làm cách nào chúng ta có thể nạp tiền vào trong đây? Thì các bạn hãy nhìn vào đây, chúng ta có cái phần gọi là chọn quốc gia nè anh em ơi. Đây thấy không? Đây là quốc gia của chúng ta, hiện tại chúng ta đang sống ở Việt Nam đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn là Việt Nam. Còn nếu như các bạn sống ở nước ngoài các bạn có thể bấm vào đây. Đó, còn hiện tại là mình đang sống ở Việt Nam cho nên mình sẽ chọn là Việt Nam nè. Đó, rồi. Và chúng ta nhìn xuống đây, chúng ta sẽ thấy có cái phần gọi là vui lòng chọn kênh thanh toán. Chúng ta có những cách thanh toán như sau, đó chính là thanh toán bằng thẻ cào Viettel, Vinaphone, Mobile Phone và thanh toán bằng FPT hoặc là thanh toán bằng Alipay cũng được. Đó. Thì nếu những bạn nào là học sinh á và các bạn gọi là không có cái thẻ FPT, không có cái thẻ Alipay á, thì các bạn có thể thanh toán bằng cách là dùng thẻ điện thoại, đó chính là Viettel, Vinaphone hoặc là Mobile Phone. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng thẻ Viettel nha. Giờ mình sẽ chọn là Viettel nè. Rồi. Sau khi bấm vào xong thì các bạn sẽ thấy ở đây nó cho các bạn gọi là nhập số mã thẻ và nhập số seri. Bây giờ mình sẽ nhập vào nha. Rồi ok, bây giờ mình đã nhập xong số thẻ và số seri ở đây. Sau khi mà làm xong á, các bạn hãy kéo xuống đây. Đây, bên dưới đây là cái phần gọi là chọn cái giá trị thẻ của các bạn. Thì cái thẻ này của mình á chỉ có 10k thôi, 10.000 đồng Việt Nam thôi, cho nên mình sẽ chọn là 10.000 nha. Đó. Có một số bạn gọi là có thể nghĩ rằng có thể ăn gian được, các bạn chọn nó tận 20.000, 50.000, 100.000, nhưng mà rất là xin lỗi các bạn luôn. Mấy bạn nạp bao nhiêu thì các bạn chỉ hãy chọn bấy nhiêu. Chứ chẳng hạn bây giờ mình nạp có 10.000 đúng không, mà mình chọn là 100.000 đi, thì mình sẽ bị mất tiêu luôn, mình không được luôn. Đó là do mình là gọi là dối trá, bạn hiểu không? Tham thì tham, hiểu không? Các bạn sẽ không được nhận đồng nào luôn. Đó, bởi vậy cho nên nếu các bạn nạp 10.000 á thì các bạn hãy chọn là 10.000. Các bạn nạp 20.000 các bạn hãy chọn là 20.000. Nạp 50.000 hãy chọn là 50.000. Không nên gian dối nha anh em, gian dối là mất tiêu tiền luôn nha. Đó, mình nạp là 10.000 phải không? Cho nên mình sẽ chọn là số 10. Đó, 10.000 Việt Nam đồng. Rồi, sau đó mình sẽ chọn ok. Rồi, bây giờ bạn có chắc chắn muốn nạp thẻ này không? Đó, rồi ok, mình vui lòng nhập mệnh giá thẻ nè. Mình là 10.000 đúng không? Thì mình sẽ nạp là 10. Đó, mình sẽ nhập số 10. Đây, số 10, ok. Mệnh giá đã nhập khớp với mệnh giá đã chọn, đang nạp, vui lòng chờ 1 đến 2 phút. Đó, rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ 1 đến 2 phút thôi thì chúng ta sẽ có tiền nha anh em. À, đợi thôi. Rồi, và mình đã đợi từ 1 đến 2 phút rồi đây. Thì nó đã hiện lên là thanh toán thành công, cảm ơn bạn. Đó, vậy có nghĩa là chúng ta đã nạp vào trong mini world 10.000 được rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy vào xem coi chúng ta có được 25 xu không nha. Rồi, để mình vào xem thử coi. Rồi các bạn ơi, các bạn nhìn xem đây, hiện tại là mình đã có được 25 xu trong tài khoản ngân hàng rồi nè. Đó. Ok, rồi. Bây giờ là 25 xu này mình có thể sử dụng để mình đi mua skin nè, mua bất cứ gì mà mình muốn, nhưng mà chỉ có 25 xu chắc mua được đôi giày ta. Các bạn có nhiều tiền thì các bạn nạp nhiều nha, các bạn có ít tiền các bạn nạp ít. Nhưng mà các bạn hãy nạp theo cách mà mình chỉ á, thì các bạn mới có thể được xu nha. Chứ không thôi mấy bạn nạp giống như mấy cái trang web bậy bạ thì nạp vô các bạn mất hết tiền rồi, các bạn ráng chịu nha. Những ông nào mà chưa biết cách nạp tiền á, hãy chia sẻ cái video này lên Facebook để cho những cái bạn mà chưa biết cách nạp tiền giống mấy bạn có thể gọi là
xem video này và biết được cách nạp tiền an toàn hơn và nhanh gọn lẹ hơn nha. Đó, để tránh cái trường hợp là bị lừa đảo nha các bạn. Rồi ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em. Phải rồi, tạm biệt.